Hello, hello. Ok, vào xem sự kiện mới xem có gì không nào. Sự kiện mới, khủng long nhún nhảy. Khủng long nhún nhảy. Nghe yêu thế nhở. Khủng long nhún nhảy. Nhận mức giảm giá. Nhận giảm giá 1, 2, 3, 4. Là cái gì? Nhận giảm giá. Ui, 6-7%. Oai, nhân phẩm cao phết đấy. Ủa, rồi sao? Tiêu 40 kim cương để mở mức thứ hai á. Gì đáp vậy? Ôi có hai cái thẻ đổi tên này. Năm đấm hỏa quyền. Bộ đầu khủng long. Mua cái gì đây? Thẻ đổi tên mình có rồi này. Không thèm mua nữa. Mua năm đấm hỏa quyền đi. Hỏa quyền x3. Ủa? X3 hộp là 24 kim cương đúng không? Đúng không các fan? Đúng không mọi người? Ok, thì mua thử x3 hộp nhá. Mua... Ủa? Vẫn chưa mở được. 24... cái gì nữa nhỉ? Mua... Mua bộ đồ hộp khủng long á. Khủng long đắt lắm. Không mua đâu. Không mua đâu, mẹ đánh đấy. Anh Vân thôi. Mua hộp súng X3, hộp súng mua nó hộp súng đây. Ok, mở. Nhận thêm giảm giá. À, nhận thêm nữa. Ê, được có 0%. Lỗi ra. Được 72%. Ôi, 72% nó cũng ok rồi. Ôi, X10 hộp hộp viên này. Mua luôn X10. Ok. X10 mất 400 kim cương để mở khóa. Mua cái niềm này được. Mua cái niềm này được. Còn có 167 kim cương à. Hello Hải nha, hello Sam, hello các bạn nhá. Em giảm giá có 51% á. Ôi bộ đồ này cũng đẹp nè. Nhưng mà thôi. Mua cái gì nữa nhỉ? Cái gì nữa? X5 thẻ tạo phòng. X5 thẻ tạo phòng thôi không cần. Qua 4 năm một lần xanh có rồi. AK có rồi. Áo phông đen. Áo phông đen. Có nên mua nữa không nhỉ? Hay thôi. Để dành mua skin súng hơn. Ôi. Có cái skin súng nỏ này. Thôi tốn kim cương lắm, không có tiền đâu, không mua nó đâu. Mua thế thôi nhá. Đây, làm mở thử đi. Các bạn đợi xíu nha các bạn. Làm mở thử cái hộp xem được cái gì. Đây. 13 hộp. Hộp này giờ hộp chạy. Mở hộp này xem nào. Vĩnh viễn. Trời ơi. Lắm hộp vậy. Mở là 1.000 kim cương. Dê 1.000 kim cương. Ui giời ơi. Cái mi vàng. Cái này thôi không mở. Ok, mở thử cái này nhá. Cái skin cũng không rồi. La hộp ma thuật nào. La hộp ma thuật. Ui, là cái gì nè. Là cái gì đây. Trời ơi, sao là cái đầu vậy. Đầu ong chúa. Đầu lại có hai cái sừng này, chắc là bị mọc sừng rồi. À, chắc là bị cắm sừng rồi. Mở thêm một hộp nào. Không ra, mở nốt hai hộp luôn đi. Ôi trời ơi, toàn ngày thôi, không được cái gì hết. Ở đâu rồi nhỉ? Cái hộp nắm đấm thì mình đâu? À đây. Nắm đấm. Mở x1 nè. X1 không ra cái gì hết. X2, x3 đi. Trời ơi, toàn ngày thôi. X5. À, x4. Trời ơi, toàn ngày. Mở một phát hết luôn nhé các bạn. Trời ơi, không được cái gì hết. Được lửa chạy vinh viễn nè. Phát đẳng cấp. Ok, hết rồi các bạn ạ.